Một mẫu bay nhà chính tha hơn 11 của bạn nữ 2K6 rất xinh đẹp sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với mẫu bay của Linh Miu. Vâng, bạn ấy đến từ 2K6 clan Dạ Nguyệt Hội. Hãy cho tôi thấy cánh tay của anh em Đà Lạt đang ở đây. Và trong video này sẽ có 3 ảnh của Linh, nhưng mà sẽ có một ảnh là chỉ thấy mặt với cả là chân dài miên man luôn nha. Và mẫu bay bạn ấy sử dụng thì chắc chắn đường link của mẫu bay sẽ luôn có mặt trong mô tả video, anh em chỉ việc copy về xài. Đây là một mẫu bay thủ rất dẻo nhà ở nhà chính Town 11. Và chúng ta hãy cùng khám phá luôn nào các sếp. Anh em nào mà múc vé vàng, gói gem hay những gói ưu đãi trong cửa hàng mà các bạn bị lỗi quốc gia, cần tư vấn gì thì anh em cứ liên hệ fanpage Akari Gaming của mình với hơn 142 người theo dõi Facebook để được tư vấn khắc phục lỗi quốc gia nha. Còn sếp nào mà tự nạp được rồi thì anh em nhớ nhập cái mã Akari ủng hộ mình nha. Đây là cách các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ hãy cùng khám phá những trận chủ nhà rất thành công nào các sếp. Và đây là một trận đánh giáp Dragon. Rồi, bắt Elephant ngay khu vực phía ngoài. Bạn đánh full set luôn. Tấn công từ ngang hông. Ok bạn. Rồng là giải đều luôn nha các sếp này. Đẹp đấy. Như vậy là Queen 51 là phải nhà chính thang 12 rồi, đúng không? Xe phóng gỗ vẫn đang ủi vào khu vực nhà chính và bạn đánh ngược cái thổi gió. X-Bow là để hai cái mặt đất hướng chỗ đại bàng, còn hai cái bên nhà chính là để phòng không. Bởi vì khi mà thổi gió nó thổi ngược rồi thì X-Bow phải là phòng không để cho mà tấn công. Và theo như bạn ấy đưa ra gợi ý thì là nên thủ là Super Witch hoặc là Super Minion cũng được. Nhà này trận này không có nên phải sử dụng Rocket Bloom rồi. Vẫn đang còn 4 set trong trận đánh này, nhưng tuy nhiên tỷ lệ phần trăm phá hủy nó chỉ là như thế thôi. Ok, hãy cùng xem người đẹp nào. Giấu mặt một chút xíu nha. Và còn nhiều ảnh nữa ở phía sau đấy. Và đây là một trận đánh PK Golem Witch này. Như vậy là King Queen to lắm rồi. Cho là nhà chính than 12 đi. Đã có hai bình nhảy đang được triển khai ở đây. Nhà chính than 12 oánh không nát luôn này. Úi giời. Tiếp tục xe phóng gỗ đang ủi rất phấn khởi luôn. Bắt vào hướng đại bàng. Quản giáo có mặt rồi. King Queen các thứ vẫn đông vui lắm. King thấy Queen 50 đứng ở bên tường là úi nhào 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 ngay vào. Ôi bạn ơi, cứ thấy gái đẹp là vào thôi kinh ạ. À, khổ thật, đã mắc tường rồi nhưng vẫn cứ cố. Rồi em ấy đã oảng luôn rồi. Chạy tới chạy lui lại răn ra hẹo rồi. Thêm mình cuồng nộ nữa cho anh em. Vâng, vừa hôi máu vừa cuồng nộ luôn. Và bạn quyết định tấn công từ mặt dưới này đi liền. Ui trời, bom bẫy kia kìa. Tím hết rồi. Và hai cái Inferno nhiều tia ở hai bên. Rất khó chịu với cái dạng bầy này nha các bạn. Lại tím thôi. Bản kính quét là rất rộng, đến từ Inferno nhiều tia. Bật ngông Queen. Quản giáo đang rất nỗ lực. Và anh em nên nhớ, đội đánh đang là nhà chính than 12 nha. Rồi tới công chuyện luôn. Thanh niên kinh. À, không máu. Và như vậy khả năng là Inferno nhiều tia một mình ta chấp hết rồi. Zeti thì nó sẽ oẳng và đốt được. Ê, ê, không nát. Ngắm tiếp ảnh người đẹp này. Anh em thấy thế nào? Vâng, đừng tiếc gì một lượt like, share, đăng ký kênh nha. Đủ 1.000 like chúng ta làm tiếp video về mẫu bay hoặc là combo của người đẹp Linh đấy nha. Và đây là Queen Jack Miner. Rồi, chuyển sang combo lính bộ nữa cho các sếp này. Và vẫn đang rất bình tĩnh. Đầu tư những em baby để cắt. Mở lối đi vào cho Queen. X-Bow mặt đất giã cho. Nóng lắm rồi đó. Và mẫu bay này của người đẹp thì khá là ổn ở nhà chính than 11 rồi. Và anh em nha, nhớ nha. Hãy để ý những đoạn cuối cái ảnh. Ui, tôi đảm bảo là không làm anh em phải thất vọng khi xem đến cuối video đâu.
Tất cả đường link ở trên kênh của mình đều là miễn phí, các bạn chỉ việc bấm vào copy về xài thôi anh em nhé. Và những bạn nào có những dạng bay hiệu quả như thế này hoặc là những cái combo gì, kể cả bay gua cũng được, bay trôn cũng ok, thì anh em cứ liên hệ fanpage Akari Gaming của mình với hơn 142 người theo dõi Facebook để chúng ta cùng làm video và chia sẻ cho các bạn khán giả khác. Bởi vì chúng ta chơi game này là chơi theo kiểu cộng đồng, có cái hay phải chia sẻ ngay anh em nhá. Rồi, Miner dồn hết tất cả hướng 9 giờ đi vô. Queen chạy sang đây một chút ạ. Các bạn để ý thấy không? Bán kính quét của Inferno nhiều tia hai bên là rất rộng. Và để tiếp cận được nó thì cực kỳ khó. Em Queen đã tím rồi. Tầm này chỉ còn Miner thôi. Quản giáo quyết định bật ngồng khi mà Inferno nhiều tia cũng như là King đang tổng quất vào đây. Đại bàng thì cũng mất rồi. Bơm, hồi máu bơm đang rất là tích cực. Nhưng bình hồi máu chỉ còn là một cái nữa thôi. Xương đang khá khá ở đây. Hồi máu đi bơm cho quản giáo cơ đấy. Ui rồi, anh em nằm tập thể. Và Miner, nó sẽ tấn công những công trình gần nó nhất. Nhưng mà nó có xúc vào nhà chính hay không thì anh em cứ bình tĩnh mà xem. Đình. Ôi trời ơi, hồi máu không bơm vào cho hồi Miner rồi. Vâng, dính xoáy quấn hết cả vào. Và như vậy ca này chắc chắn là không ăn được khu vực nhà chính. Và đây lại là một trận thi đấu một sao cho mà xem. Ổn áp rồi. Mẫu bầy cực kỳ ngon nghẻ cho anh em áp dụng về sai nha các sếp nha. Hay thì cho lượt like nha. Lượt đăng ký vâng đẩy 1.000 like còn làm tiếp nào. Rồi bây giờ lại là Queen Jack Hybrid này. Hồi nãy là Queen Jack Miner rồi. Đầu tư balloon bên này. Đấy, sự bình tĩnh tự tin lắm. Tiếp tục xúc vào bên trong cho em cái. Úi giời, thủng tường nha. Queen vẫn rất miệt mài. Bay này thì anh em cứ sử dụng Witch với cả là Super Minion gì cũng được. Được cả hai thì tốt. Rồi bây giờ hướng tấn công hoàn toàn khác. Bạn đi cũng khá là bài bản. Lần này thì anh em vào mặt khu vực nhà chính rồi. Queen đang cố gắng lúc đại bàng. Quản giáo vẫn chưa bật gồng luôn. Bây giờ mới bật. Và ăn xoáy ngay ở cụm phía trên. Bây giờ không còn gì nữa rồi. Spell cũng hết. Kỹ năng của ba tướng cũng đã hết. Vâng, nhồi một phá tường vào đây ạ. Ui giời, Miner rất đông và nguy hiểm. Nhưng Inferno nhiều tia và mô tả nó gây sát thương đam lan cho toàn bộ anh em ở đây. Những em xương bộ dụ lại và gần đây nào. Đúng rồi, mắc kẹt. Khi mà chạy lại bắt những em xương thì Inferno nhiều tia tha hồ mà quét. Vì nó nằm trong tầm ảnh hưởng của những em này rồi. Hợp lý quá chứ còn gì nữa. Lại phải thủ dẻo các bạn ạ. Anh em nghĩ sao về cái mẫu bay này và hình ảnh bạn nữ xinh đẹp đang ở đây? Trời ơi, xem đến đây các ông phải bấm like chứ còn gì nữa. Anh người đẹp như thế này cơ mà. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video và là livestream tiếp theo. Và cố gắng 1.000 like để chúng ta xem tiếp mẫu bay khác cũng như là combo cách đánh và nhiều hình ảnh đẹp nữa của Linh 2K6 đến từ Đà Lạt anh em nhá. Các sếp nào mà múc gem này, vé vàng này hay là những cái gói ưu đãi trong đây, các bạn bị lỗi quốc gia cần tư vấn khắc phục, liên hệ ngay fanpage Akari Gaming của mình với hơn 142 người theo dõi Facebook để được tư vấn khắc phục lỗi quốc gia nha. Sếp nào mà tự nạp được rồi thì anh em nhớ nhập cái má Akari ủng hộ mình nha. Đây là cách các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương. Cảm ơn anh em rất nhiều, mang đến nhiều video hấp dẫn cho các sếp nữa nha. Bye bye.